như mà tiền mà các bạn không tiền của bạn mà bạn không dám xài thì chắc chắn không phải là tiền của bạn. Vậy thì ai xài? Có thể là người hàng xóm xài. Bởi vì sao ạ? Bởi vì có một cái câu chuyện đó là cái ông lái xe, ổng lái xe cho cái ông chủ này mỗi ngày đi làm công việc. Thì do ông chủ này là không có quan tâm tới chăm sóc sức khỏe, nên là cái người chủ này bị rất là nhiều bệnh trong quá trình kinh doanh, nhậu nhẹt, hút thuốc, uống thuốc, cao áp và bị tai biến mạch máu não chết. Rồi sau đó đó thì ổng mới bắt đầu là làm việc ở trong đó lâu năm nên cũng dễ sinh tình cảm với lại cô chủ. Thì lúc đó thì giữa người tài xế với lại cô chủ lấy cưới nhau sau khi mà ông chồng qua đời. Thì cái người tài xế này mà nói một câu là tôi tưởng đó là tôi làm công cho ông chủ, hóa ra là ông chủ làm công cho tôi. Bởi vì rõ ràng tất cả những cái tài sản mà ông chủ làm ra được thì cái người nào hưởng à? Cái người tài xế này hưởng, chứ không phải là ông chủ hưởng. Do đó có rất là nhiều người mình cần phải kiên trì mình nói họ thì họ mới biết rằng cái đồng tiền mà làm ra mà họ không xài được thì không phải là tiền của họ.